Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Minecraft. Video ngày hôm qua, không phải, mà là mấy video lần trước đều không đủ 50.000 like. Hơi buồn tí đó các bạn, hơi buồn tí. Nhưng mà mình vẫn ra video cho các bạn xem. Tại vì sao? Tại vì cái series Minecraft sinh tồn màu hồng năm tính của mình á cũng sắp kết thúc rồi, cho nên là mình cố gắng làm cho nó xong luôn. Thì chúng ta đã cùng với nhau trong một cái thời gian dài chơi sinh tồn ở trong cái thế giới Minecraft này rồi, và chúng ta đã biết được rất là nhiều thứ ở trong đây, và nó cũng gần tới lúc kết thúc rồi. Cho nên là ngày hôm nay video này các bạn muốn cho mình 50.000 like cũng được, không cho 50.000 like cũng được, không sao hết. Ok. Rồi ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục cố gắng cho nó hoàn thành cái series này ha. Thì lần trước mình đã tìm gọi là không tìm đủ được ba cái đầu của con Wither Sike, nhưng mà lần này là mình đã cố gắng, là mình đã tìm đủ rồi bạn. Khi mà mình không quay nữa thì mình đã tìm đủ 1, 2 và 3. Đây, ba cái đầu của con Wither đã, thấy chưa? Rồi và bây ngày hôm nay là mình sẽ đánh nhau với nó. Mình sắp kết thúc cái series sinh tồn này rồi mà cái thằng dân làng giờ này nó mới bán cho mình là lúa, bán cho mình là emerald đó, thấy chưa? Giờ này nó mới bán, còn lần trước là nó đâu có bán đâu các bạn. Đây mấy anh dân làng này bán đồ cũng khá là rẻ nè, than là cũng có thể mua được cục nè. Đây mình sẽ mua hết emerald bằng cái than luôn đó. Bây giờ mình có ba cục emerald nè đó. Bây giờ emerald đây cũng không còn giá trị gì với mình hết, thật sự không còn giá trị gì luôn các bạn. Ai quăng luôn đi cho rồi quăng luôn đi, không xài nữa đó. Tại vì biết sao, các bạn biết rồi đó, là sắp kết thúc rồi. Ok, để có thể gọi là triệu hồi được cái con Wither á, Wither Boss á, quái vật ba đầu á, thì mình cần phải có đâu rồi, cả một cái thứ ở dưới địa ngục mà mình đã từng lấy và đem lên đây. Đây rồi, đó chính là cái sao sen này. Cái sao sen này á thì chúng ta kết hợp với ba cái đầu này thì nó sẽ có thể tạo ra con Wither Wither Boss. À, Wither Boss nha các bạn, rất là mạnh luôn. Các bạn ơi, cho mình hỏi các bạn tí nha, đó là các bạn nghĩ coi là cái con Ender Dragon với con Wither con nào mạnh hơn đó. Trong cái thế giới Minecraft này có hai con boss, một là cái con Wither, thì cái con đó là quái vật ba đầu, và tiếp theo là cái con rồng Ender, thì rồng Ender mình đã đánh bại rồi. Mà các bạn thử comment coi là các bạn thấy là cái con nào mạnh hơn con nào ấy, cho mình biết nha. Rồi ok, bây giờ thì có lẽ là mình á thì cần thêm, đó là đâu rồi, obsidian nè, và táo vàng đâu ta, sao táo vàng đâu mất tiêu rồi. Đây rồi, táo vàng của mình đây rồi. Đó, mình cần những cái thứ này để mình có thể gọi là đánh nhau với cái con Wither Boss. Và lần này là mình sẽ cố gắng là tiêu diệt con Wither Boss thật là nhanh, khoảng 1 phút. Trong 60 giây, mình sẽ cố gắng tiêu diệt con Wither Boss này. Các bạn nghe vậy, các bạn nghĩ là ủa con Wither dễ đánh lắm hay sao mà anh tiêu diệt nó trong 60 giây là 1 phút các bạn. Không đâu, mình sử dụng một cái mẹo thôi chứ thực chất nó mạnh lắm, không thể nào mà đánh nó trong 60 giây được. Bây giờ là mình sẽ gọi là đi đâu ta? À đúng rồi, mình sẽ tìm tới cánh cổng The End. Bây giờ thì mình sẽ xuống The End và đánh nhau với con Wither. À mà quên nữa, dành cho những bạn nào không biết ha, thì cái con Wither á, các bạn có thể triệu hồi nó bất cứ ở đâu luôn, ở dưới địa ngục, ở trên trần gian hay là ở dưới The End đều được. Ok, thì mình xuống The End để mình có cái mẹo này để mình có thể gọi là tiêu diệt nó. Let's go. Ok, xuống rất là nhanh luôn. Con rồng bây giờ thì nó cũng đã tèo rồi, cho nên là không còn gọi là mối lo ngại khi mà xuống The End nữa các bạn. Đó, bây giờ các bạn xuống đây thì cứ thoải mái luôn, không ai làm gì các bạn hết. Rồi bây giờ thì mình không biết là mình có làm được hay không. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là mình hoàn thành xong luôn. Rồi, đây. Chúng ta sẽ nhờ gọi là lợi dụng cái bedrock này, bedrock của cái con rồng, để mình có thể đánh nhau với cái con Wither Boss ha. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống đây, đào ra một cái hố, tạo nó ở dưới đây nè, để cho nó gọi là bị kẹt các bạn. Đây là những cái mà có thể giúp cho các bạn chơi Minecraft một cách dễ dàng khi mà các bạn muốn đánh boss hay cái gì đó, thì các bạn cứ nhờ những cái cách này, các bạn sẽ tiêu diệt boss rất là dễ dàng. Lần trước là con rồng mình cũng sử dụng một cái mẹo, đó là ngủ ở dưới The End nè. Và khi mà mình ngủ á, cái giường nó sẽ nổ, và các bạn cũng đã thấy rồi, là khi cái giường nổ là con rồng nó sẽ mất máu. Đó là một cái mẹo, cho nên là mình giết con rồng rất là dễ, chứ không cần là các bạn phải đánh với nhau với nó làm gì đâu. Các bạn sử dụng những cái mẹo trong đây là các bạn có thể tiêu diệt nó cách dễ dàng rồi, chứ đánh nhau nó mệt mỏi lắm các bạn, nó rất là mệt luôn á, tại vì mấy con boss trong đây nó khá là mạnh. Hôm nay làm clip hơi bị buồn luôn các bạn, chưa bao giờ mà mình làm clip mình cảm giác buồn đến như vậy á. Hôm nay các bạn thấy mình nói chuyện đâu có vui vẻ như mọi khi đâu, nói chung là không đủ like thì buồn, mà sao
vẫn có clip cho các bạn xem mà, đúng không? Mình vẫn có clip cho các bạn xem. Rồi bây giờ thì mình đã đào xong cái này rồi, đào ra cho nó rộng rộng ra một tí rồi chúng ta sẽ gọi là hạ tiêu diệt cái con Wither Boss. Một cái đường rất là đơn giản, chúng ta lợi dụng cái bếp rock này nè. Các bạn có thể xuống Nether đó, địa ngục á, để các bạn có thể sử dụng cái bếp rock này. Các bạn làm sao để cho cái đặt, làm sao để cho con Wither nó bị kẹt là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ là cần Obsidian ha. Chúng ta cần một cái Obsidian để chúng ta đặt ra. Rồi, đây. Đặt ra như thế này. Ok. Rồi bây giờ thì tiếp theo là lưu ý nha, bây giờ là triệu hồi nha các bạn. Triệu hồi thì các bạn cần có là sao sen nè, đây là cát linh hồn đó, đây là cái cát nè. Đó, các bạn cần đặt nó ra. Rồi ok, đặt ra như thế này. Tiếp theo là đặt mấy cái đầu vô. Ok, đã tạo ra nó rồi các bạn à. Con Wither đã được tạo ra rồi, bây giờ né ra cẩn thận nó nổ. Chuẩn bị nó nổ nè, chớp chớp rồi đó. Búp 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 búp. Ui, nó bay rồi đâu kìa. What? Nó không bị kẹt. Rồi xong đời mình rồi. Trời ơi, tưởng là tiêu diệt nó dễ dàng, ai về nó bay được. Đậu phộng nó. Rồi ok, không sao. Coi như là lỗi của mình, có thể là do buồn quá rồi chơi ngu. Thôi chịu thôi. Đâu rồi? No. No. Đi ra. Đi ra. Đây rồi, nó đang đánh nhau với mấy con Enderman các bạn. Chúng ta xuống đây cũng có thể gọi là lợi dụng nó cho trong lúc nó đánh nhau với mấy con Enderman, chúng ta có thể bắn nó. Đó, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Ok, mình bắn nó thì đam rất là cao lên đó các bạn, đừng sợ, đừng có sợ. Đó, nó cái con này nó có cái tật là nó bay trên đầu người ta không à. Nó cứ bay trên đầu người ta rồi nó bắn. Đó. Các bạn cứ lùi thôi, cứ lùi thôi, nó cứ thích bắn nó bắn đi. Cứ để cho nó bắn, không sao hết, các bạn thấy không? Đó, thích bắn thì cứ để cho nó bắn. Ok, nói chung là hôm nay buồn quá nên là làm nó bị fail, nó không có bị kẹt các bạn, nhưng mà mình vẫn giết nó một cách dễ dàng đây. Đây, một cách dễ dàng luôn. Có gì đâu mà khó. Bây giờ ăn cứ ăn táo vàng vô mà bắn nó thôi. Nhưng mà lưu ý nha các bạn, phải bắn nó làm sao đừng để cho nó hồi máu nha các bạn. Nó rất dễ hồi máu luôn á. Rồi, mày bắn đi. Mày bắn đi. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi tao tới đây rồi. Wither ơi, tao tới rồi nè. Chạy đâu vậy? Đứng im coi. Chạy đi mày hồi máu à. Nó đang đánh nhau các bạn. Nó đang đánh nhau với mấy con Enderman. Đứng im coi. Rồi, nhắm mình rồi. Mày tới đây mày nhắm anh nè. Đúng rồi. Cứ nhắm thoải mái đi. Không sợ mày đâu. Cứ nhắm thoải mái đi. Nói chung con Wither này nó cũng gọi là cùi bắp thôi các bạn ơi, nó không có làm được cái gì ghê gớm đâu, các bạn đừng có sợ. Nó chỉ nói chung là nó có một cái hiệu ứng, nó gọi tên, nó mang tên là Wither giống tên của nó đó. Thì cái hiệu ứng nó làm sao, làm cho mình gọi là rút máu nhanh thôi, chứ thực chất hả, nó không có tủ gì với mình hết á. Cái con Enderman kia đang đánh nhau nha, đừng có bu vô đây nha. Rồi nó sắp biến hình rồi, nó sắp biến hình rồi. Mình ăn táo vô một cái, ăn táo vô một cái nè các bạn à. Rồi, ok. Nó sắp biến hình rồi, nó biến hình là nó sẽ bay xuống dưới, nó sẽ xuống dưới nó đánh với mình, chứ nó không có bay lên trời nữa. Mày nè, biến hình coi. Biến hình đi. Biến hình đi. Rồi biến hình rồi. Nó kìa rồi các bạn ơi, nó đang gọi là quẩy ở trong cái đám Enderman. Các bạn thấy nó tiêu diệt nó dễ không? Quá dễ đúng không? Con Enderman mày cút ra. Cút ra. Cút ra. Cút ra. Cút. Cút đi chỗ khác chơi. Trời ơi, giỡn mặt với nó hay sao á. Ăn miếng vô nè, nó đang hồi máu bạn ơi, nhanh 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 nhanh, cái con Wither nó hồi máu. Con Wither này hình như là khi mà nó biến thành cái dạng gọi là, đó nó biến thành dạng này thì mình không có thể nào mà gọi là đánh nó được. Ở dưới đây á là có mấy con Enderman hỗ trợ cho mình rồi, nên mình không có sợ. Wow wow wow, từ 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 từ, bay bao kia bay bao kia bay bao kia, nhanh 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 nhanh, núp 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 xuống đây, núp xuống đây, núp xuống đây, núp xuống đây. Không chết không chết không chết. Đâu rồi cái hố của mình đâu rồi, cái hố của mình đây rồi, cái hố. Yes. Nó xuống rồi. Ây da, kẹt chưa bạn ơi, kẹt chưa, bắn đi. Ok, còn có trái táo vàng à, ăn luôn, nhanh, chết bây giờ, rồi ok, đánh nó thôi, tiêu diệt nó, đây, ở đây một cái góc lát các bạn, góc kẹt, rồi nó sắp chết rồi, các bạn thấy chưa, trời ơi, đứng nè, solo với nó luôn nè, sợ gì, tuổi gì mà đòi ăn mình. Trời ơi, tuổi gì mà đòi ăn mình. Góc, có cái góc này là các bạn có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng luôn. Và khi nó chết thì nó sẽ gớt ra cái gì? Đó là Nether Star. Ok. Đây, đây là cái Nether Star. Cái này có thể chế tạo một cái vũ khí tối thượng ở trong Minecraft nha. Chế tạo được một vũ khí tối thượng ở trong Minecraft. Rồi ok, nói chung là đủ 50.000 like thì mình sẽ làm chỉ cho các bạn cách làm vũ khí tối thượng nhờ cái Nether Star này. Khi mà các bạn đã tiêu diệt được cái con Wither Boss đó, đơn giản hả? Tiêu diệt nó một cách đơn giản, có gì đâu khó. Mình chỉ cần vô mấy trái táo vàng solo nó là xong, chẳng có gì gọi là ăn được mình hết. Mày tới đây,
Mày hả? Mày ngon không? Nè. Ok. Ok, chấp hết mấy con Enderman trong đây luôn. Chấp hết luôn. Sợ gì tụi nó? Các bạn không có gì phải sợ với mấy con boss trong đây hết á. Các bạn cứ mạnh dạn lên mà đánh nhau với tụi nó. Tụi gì tụi nó ăn các bạn. Đó, phải không? Mình đâu có cần cái gì đâu. Mình không có gì mà sợ hết á. Ok. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục. Từ để mình làm mấy kia cái. Đó, mày dí đi. Nè mày dí đi. Mày dí tôi đi. Dí tôi đi. Wow, mình vừa chết mà mình vừa bay vô cái chỗ gì luôn các bạn. Bay vô cái cổng đời hèn luôn. Đấy chưa? Bây giờ là mình đã có Nether Star nè. Đây là một cái cũng gọi là quý lắm các bạn. Quý lắm á nha. Đó. Cái đố đâu ta? Ồ, hồi nãy quên mặc áo kim cương vô đánh ha. Có đồ kim cương mà không mặc mà mặc đồ bằng sắt đánh luôn nè. Ngầu chưa? Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái tập Minecraft ngày hôm nay. Nói chung là cũng đã gần tới những tập cuối cùng của series sinh tồn Minecraft rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem nha. Rồi, và nhớ để lại cho mình like với lại xem quảng cáo. Bấm vô quảng cáo để ủng hộ mình là mình vui rồi. Và cảm ơn các bạn fan rất là nhiều vì đã ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye.